Thưa quý vị, và tiếp theo phần tin buổi tối hôm nay là bản tin cuối ngày của với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quyên và Kim Nhung xin được chào anh Khanh, thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SVTM. Tôi nhớ có một lần vào SVTM là gặp gỡ với lại một số quý vị khán thính giả. Là có những tôi mới nghe tình cờ nghe là hai chị nói với nhau là ngày xưa có đi xe ngựa không? Ngày xưa tức là trước năm 1975 là có đi xe ngựa hay không? Một chị thì trả lời có, ai mà không đi xe ngựa. Thật ra tự nhiên ngày hôm nay trong những ngày đầu năm 2024 và sửa soạn cuối năm Tết ta, tôi bèn nói đến cái chuyện xe ngựa. Hy vọng là hai chị đồng ý và cũng hy vọng là quý vị khán thính giả của SVTM cảm động. Xe ngựa thì tôi thấy là rõ ràng là ở trong miền Nam cái xe ngựa nó hoàn toàn khác với lại ở miền Trung. Ở trong miền Nam xe ngựa cái bánh nó to và nó là cái bánh gỗ. Trong khi đó thì ở miền Trung, thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, xe ngựa là xe ngựa bánh hơi. Thành ra là khi mà ở miền Trung, tôi còn nhớ lúc đó là tôi còn ở Nha Trang đi xe ngựa, thì xe ngựa nó êm hơn. Vào đến Sài Gòn cũng đi xe ngựa, thấy xe ngựa nó lọc cọc và bắt đầu thấy nó có vẻ là nó không êm như là cái xe ngựa ở miền Trung. Nhưng mà xe ngựa thì rõ ràng là nó gắn chặt với cuộc đời của tất cả chúng ta. Những người nào mà năm nhất là những người năm nay đã trên 70 tuổi như tôi. Trước hết là buổi sáng, là từ sáng sớm nếu mà Sài Gòn đã nghe tiếng lọc cọc vang khắp mọi nơi. Đó là xe ngựa đi thồ hàng, xe ngựa đi chở cho các bà chở rau, chở trái, bông trái từ ở ngoại ô vào Sài Gòn để giao cho các chợ hoặc là để bán ở các chợ. Và rồi sau đó thì cũng cái chuyến xe ngựa đó, sau đó là chở học sinh. Và sau khi chở học sinh thì cũng lại có chở thêm, có những cô giáo rồi là hoặc là những anh chị đi làm công chức, đại khái là như vậy. Tức là xe ngựa là một phần của chúng ta. Nhưng mà người ta xe ngựa thì nói như vậy thì rất là dễ hiểu. Nó lại còn có một chữ khác là chữ thổ mộ. Tôi phải thú thật là cho đến giờ phút này tôi không biết tại sao lại xe ngựa lại gọi là thổ mộ. Tôi thấy là nhiều người đưa ra nhiều cái lời giải thích rất là lạ. Tôi cũng xin phép được thưa ở đây, mặc dù là tôi không biết là đúng hay sai. Tôi có hỏi những người bạn, bạn tôi bảo rằng là ngày xưa đó, người ta chở cái quan tài là người ta lúc đâu có xe hơi. Thật ra người ta chở quan tài là người ta chở xe ngựa. Thật ra nó gọi là xe thổ mộ, tức là cái xe đi chở cái quan tài. Rồi là một người bạn khác của tôi thì bảo là cha nó nói bậy, đâu có đúng đâu. Xe ngựa cái chữ thổ mộ là nó nói chạy đi từ tiếng của Trung Quốc. Ở bên Trung Hoa người ta gọi là thảo mã, thành ra bên mình mới đọc trại ra thành ra là thổ mộ. Tôi không biết cái điều đó là có đúng hay sai, nhưng mà rõ ràng xin phép được nhắc lại một lần nữa là xe ngựa nó gắn chặt cái cuộc đời với lại chúng ta. Ít nhất tất cả những người Việt Nam đều phải đi xe ngựa, tôi tin là ít nhất là một lần. Có một cái câu hỏi rất là lạ, ngay từ khi mà tôi năm 1973 tôi ra trường. Lúc mà khi ra trường xong rồi có một lần tôi nhìn cái xe ngựa, đây là câu chuyện của 50 năm sau mới dám kể lại. Tôi mới bảo rằng là trên cái chuyến xe ngựa như vậy chở các cô nữ sinh, thì có cô nào mà nhắm mắt mơ màng là mình sẽ gặp một anh hoàng tử, rồi anh hoàng tử đó đưa xe ngựa đến đón mình đi học hay không? Tôi phải thú thật với hai chị và thưa cùng với là quý vị khán giả, tôi tin điều đó không xảy ra. Cái lý do tại sao? Trước hết là các ông nài xe ngựa, tức là gọi là ông sái, thì lại các ông đều là những ông lớn tuổi. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là ông nào cũng hút thuốc vấn, tức là một loại thuốc rê ở miền Nam. Ở miền Trung thì tôi cũng thấy ông hút cẩm lệ, và tức là và ông đi là không thể nào nhìn ông nài xe ngựa, nhìn ông sái xe ngựa rồi sau đó bèn nghĩ rằng mà anh hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón mình về dinh để khái là như vậy. Tôi không tin là cái điều đó có ở Việt Nam. Nhưng mà đến khi mà tôi sang bên Âu Châu hoặc là lên ở Mỹ, đi lên New York thì tôi nhìn thấy có những cái xe ngựa thật là đẹp. Có những cái xe ngựa có thể người ta có thể nói rằng là có thể dùng để làm xe hoa cho ngày cưới. Và thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi tin rằng là ở Âu Châu ngồi nhìn thấy cái xe ngựa như vậy thì có thể sẽ có một cô nào đó mơ màng, sẽ có một ngày sẽ có một hoàng tử lái xe ngựa đến để đưa mình về dinh, đại khái là như thế. Một điểm khác nữa cũng phải xin thưa một điều là cái xe ngựa ở miền Nam, con ngựa ở miền Nam, ở Việt Nam thì đúng hơn,
vốn dĩ nó đã nhỏ rồi, coi cái con ngựa ở lái xe ngựa, cái con ngựa mà để kéo xe, trời ơi, nó yếu đuối và nó gầy gò lắm, chứ nó không có mạnh khỏe như là cái con ngựa ở Âu Châu hoặc là ở Hoa Kỳ. Ở Âu Châu và Hoa Kỳ, con ngựa mà kéo xe là phải là một con ngựa tuyệt đẹp. Đó là câu chuyện của tôi liên quan đến xe ngựa, xe thổ mộ, thảo mã, và ước mơ của nhiều cô là sẽ có một hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón mình về dinh. Bây giờ thôi, trong thời gian chờ đợi có hoàng tử đến thì chúng tôi xin phép trở lại studio của California với lại hai chị Kim Nhung và Diệu Quyên. Cảm ơn anh. Vấn đề mà đi xe ngựa thì chúng tôi cũng rất là mơ ước sẽ có một ngày ngồi trên con ngựa bạch mã để có hoàng tử ngồi kế bên. Thưa quý vị, Diệu Quyên và Trúc Hồ 30 năm trước đây có một cái dịp qua bên Acapulco ở bên Mỹ. Thì ở bên đó cái con ngựa to lắm anh Khanh, và trên cái xe ngựa nó decorate, nó để hoa, để bông đẹp lắm, như là đám cưới mà kiểu mà ngồi lên xe ngựa đi vậy đó. Thì khi mà nó đi ngang qua cái, nó hỏi chứ, dù có muốn đi không, khi mà thấy chứ, hỏi kia là muốn đi như vậy thì bao nhiêu tiền, tại vì đi là phải trả tiền thưa anh Khanh chứ không phải là đi free. Vâng. Đó thì nó nói là 15, nó nói ok 15 đô thì chắc cũng không sao, 30 năm trước đây 15 đô tương đối cũng nhiều lắm. Thế là hai vợ chồng lên ngồi, thưa quý vị, thì nó cũng bị đặt, nó rải cho mình đi cà độc, đi chừng cái chừng block à. Cái xong thấy thôi chán quá, đâu có gì đâu, thôi đi xuống cái mình trả tiền 15, cái nó nói 50. Ủa sau này mà nói 15 mà 15 mà bây giờ là 50 rồi. No, 50, 50. Wow. Nó mắng mình, nó trận đầu. Không nghĩa là thấy. Cho nên nếu mà có dạy, cho nên chị Quyên nói cái này để chia sẻ với quý vị. Nếu mà có đi phải hỏi rõ 15 hay là 50. Thấy cặp một tình nhân. Một cái đó là gọi như nhớ tới suốt đời đó. Kêu là cái này hoàng tử không nỡ lòng nào đứng trả giá. Thành không ra. Lại đứng trả giá thôi. Được. Bấm ga bấm ruột thôi, đưa 50 cho rồi. Chúng tôi là nó quýnh mình. Kỷ niệm đáng nhớ. Vâng, rất là đáng nhớ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với bản tin cuối ngày. Thưa quý vị và thưa anh Khanh, đúng một tuần lễ nữa thì bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại Iowa sẽ diễn ra. Thì ông Donald Trump hiện nay vẫn là đang dẫn đầu. Và hai ứng cử viên khác, đó là ông Thống đốc Ron DeSantis và bà đại sứ Nikki Haley, đang cố gắng thu ngắn cách biệt. Vậy thì thưa anh Khanh, ông Trump ông đang dẫn đầu, nhưng tại sao những người ủng hộ ông ta vẫn lo ngại vậy thưa anh? Câu trả lời là rất là dễ hiểu. Ngay chính ông Donald Trump ông cũng đã lên tiếng, ông bảo rằng là chúng ta đang dẫn đầu, kết quả thăm dò bầu cử thì cho thấy là như vậy. Các cuộc thăm dò nói thế, nhưng mà cái quan trọng là những bao nhiêu người vào phòng phiếu và bao nhiêu người bỏ phiếu cho ông. Thành ra là ngay chính ông Trump cũng bảo là hôm đó, ngày thứ hai tuần sau, quý vị nhớ đi bầu. Nếu mà quý vị bảo rằng là tôi đã thắng tới 35% rồi, thì là như vậy là quý vị ở nhà, thì rốt cuộc sau là tôi sẽ thua, không biết là thua ai, thua bà Nikki Haley hay là ông Ron DeSantis. Nhưng mà lời kêu gọi đó là lời kêu gọi tất cả mọi người, họ cũng đều nói, ngay chính những người làm vận động tranh cử cho ông Trump ở tại Iowa, họ cũng nói với báo chí, họ bảo rằng là khi mà họ gặp gỡ cử tri Cộng Hòa, họ bảo quý vị đừng quên là ông Trump không có dẫn đầu 35%, mà quý vị cần nhớ là ông Trump hiện tại bây giờ chỉ hơn có 1%. Cái phần 35 hay là 1% là cái quyết định ở quý vị. Quý vị không đi bầu thì là 1%, và quý vị đi bầu thì là 35%. Câu trả lời của tôi là như vậy, thưa với chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh. Thưa anh, cả ông Ron DeSantis cũng như là bà Nikki Haley đều hiện nay tăng cái mức độ tấn công nhắm vào ông Trump, thì liệu cái cuộc tấn công này nó có khiến cho ông Trump nao núng hay không, thưa với anh? Tôi thì tôi thấy là ông Trump không có nao núng. Cái lý do rất là dễ hiểu. Nếu mà tôi là ông Trump thì tôi rất là an tâm. Tôi nghĩ rằng là có thể là tôi sẽ phải đối phó với một trong hai người. Nhưng mà đương nhiên hiện tại bây giờ bảo là hai người này sẽ bóp còi qua mặt được ông Donald Trump được câu trả lời, tôi vẫn không thấy cái điều đó. Rốt cuộc sau là chúng ta phải chờ đợi xem là sau Iowa, sau New Hampshire thì cái người còn lại là ai. Người còn lại đó có phải là ông Ron DeSantis hay là bà Nikki Haley. Chị Kim Nhung dùng cái chữ tấn công, nhưng mà tôi thấy bà Nikki Haley, bà, hai người này họ khéo léo lắm. Tôi hiểu là tại sao họ phải làm như vậy. Họ không thật sự tấn công vào ông Donald Trump. Họ chỉ đưa ra, họ nói rằng là nước Mỹ không cần ông Trump và ông Biden, bởi vì nước Mỹ không cần cái quá khứ. Nước Mỹ cần cái tương lai và cần cái hiện tại. Hiện tại là chúng ta có hai người trẻ và tương lai là một trong hai người này xứng đáng để lãnh đạo quốc gia. Họ không muốn đụng chạm đến ông Donald Trump, không muốn đụng chạm đến những cái sai trái của ông Donald Trump, bởi vì họ sợ làm phiền lòng
những người ủng hộ ông Donald Trump nên nhớ rằng là nếu mà họ được đảng đề cử ra để tranh cử tổng thống thì họ cần phải đoàn kết cử tri Cộng hòa trở lại là một. Thành ra ngay trong giờ phút này họ không vội vã đánh mạnh vào ông Donald Trump đâu. Đó là cái nhìn của tôi thưa với chị Kim Nhung. Thưa anh Khanh, ngoài ra thì sáng hôm nay ông Trump ông cũng đã nộp đơn yêu cầu tòa hủy bỏ vụ ông bị tiểu bang Georgia kiện. Dạ. Thì trong một cái đơn nộp trước đây trước tòa đó thưa anh Khanh, ông Trump cũng nói rằng thời gian mà những cái chuyện có liên quan giữa ông và cuộc bầu cử tại tiểu bang Georgia xảy ra đó là thời gian mà ông đang làm tổng thống và do đó thì không thể nào truy tố ông. Vậy thì theo anh Khanh, chuyện này sẽ được giải quyết như thế nào vậy anh? Tôi nghĩ là cái câu chuyện này trước hết là tòa nhận đơn, rồi sau đó tòa quyết định, tòa phải đi qua từng giai đoạn một. Cái giai đoạn đầu tiên là tòa nhận đơn, rồi sau đó tòa có quyết định xét xử, cứu xét cái vụ này hay không. Và nếu mà xét xử, nếu mà đồng ý cứu xét, rồi sau đó là cái vụ này, cái kết quả như thế nào? Bên nào thắng? Bên công tố thắng? Bên bộ tư pháp thắng? Hay là bên ông Trump thắng? Rồi sau đó họ sẽ đưa lên tố cáo pháp viện. Tức là cái câu chuyện còn rất là dài. Nên nhớ rằng từ ngày mà tòa ra phán quyết cho đến ngày nộp đơn tố cáo pháp viện là bên ông Trump hoặc là bên công tố đều có 90 ngày. Thành ra là bởi như vậy, thưa với lại chị và thưa cùng với lại quý vị khán giả, câu chuyện nó rất là kéo dài. Ai cũng biết rằng là phía ông Trump thì họ tìm cách để cho cái cuộc bầu những cái quyết định của tòa. Lúc đó là ông Trump là cuộc bầu cử đã kết thúc và ông Trump ông nghĩ rằng là ông sẽ đắc cử. Khi mà ông lên đắc cử thì cái việc đầu tiên là ông kêu gọi là ông ra lệnh là hủy bỏ tất cả những phiên xử liên quan đến cái trường hợp của ông. Đó là cái điều mà ông muốn làm và tôi nghĩ rằng là nếu mà ông đắc cử thì có lẽ ông sẽ làm như vậy, thưa với chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, thưa anh, ngày mai thì tòa liên bang ở Washington DC cũng sẽ xét xử đơn của ông Trump và cho rằng là Bộ Tư pháp không thể truy tố ông về cái tội mà liên quan đến chuyện bạo loạn xảy ra ngày 6 tháng Giêng 2021. Vì lúc đó thì ông đang là tổng thống phải không anh? Thì cái diễn tiến phiên tòa ngày mai sẽ như thế nào thưa anh? Ngày mai đó thì diễn tiến phiên tòa là thế này, ông Trump sẽ, luật sư của ông Trump sẽ ra cùng với lại công tố, bên công tố là hội đồng tranh án thì cũng có 3 vị và sau đó là mỗi một bên sẽ có 20 phút đồng hồ để mà trình bày cái lý luận của mình và hai bên có 10 phút đồng hồ để trả lời những câu hỏi mà quý vị tranh án đề ra. Rồi sau đó là lại phải đợi coi là bao giờ thì mới có kết quả, rồi bao giờ thì mới kiện lên tố cáo pháp viện, vân vân và vân vân. Tôi khi mà cảm ơn chị Kim Nhung bảo là ông Trump ông bảo tôi làm tổng thống thì tôi lúc đó thì tôi muốn nói gì đâu có kiện được tôi là tôi được quyền đặc miễn. Câu chuyện này tôi nhớ lại. Hồi đó là lúc đó tôi vừa mới chập chứng vào ngày báo thì tôi nghe ông Nguyễn Cao Kỳ, ông phó tổng thống ông bảo lúc nào người ta cũng nhắc đến là ông Nguyễn Cao Kỳ, phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Có những lúc tôi đâu phải là phó tổng thống đâu, tôi về nhà tôi ăn cơm với vợ đúng là tôi là chồng của bà Đặng Tuyết Mai chứ đâu phải là tôi là phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Thành ra là ở trong cái phiên tòa họ cũng sẽ nói là có những lúc mà những cái hành động của ông không phải là hành động của một tổng thống mà hành động của một ứng cử viên tranh cử tổng thống. Thành ra là đó là cái điểm quan trọng mà tôi nghĩ người ta sẽ nói đến vào ngày mai, thưa với lại chị Kim Nhung và chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh Khanh. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh và sẽ hẹn gặp lại với anh vào ngày mai. Và xin cảm ơn những khán giả đã theo dõi phần tin tức vào buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.